Văn Lâm hôm nay thì vẫn đi tập luyện bình thường cùng với toàn đội trong buổi chiều ngày 8 tháng 9. Hôm nay thì các cầu thủ đá chính của đội tuyển Việt Nam chỉ tập nhẹ. Trong khi đó thì những cầu thủ dự bị trong ngày hôm qua có trận giao hữu với lại đội tuyển U22 Việt Nam. Theo lịch thì chuyến bay của Văn Lâm sẽ bắt đầu vào lúc 23:30 tối nay. Và trước khi ra sân bay thì Lâm Tây sẽ có bữa ăn tối cùng các đồng đội. Đồng thời đây cũng là dịp để anh chào tạm biệt huấn luyện viên Park Hang-seo và các đồng đội sau khoảng hơn một tuần gắn bó. Lúc này là khoảng 20:45 và Văn Lâm sau khi nói lời tạm biệt với huấn luyện viên Park Hang-seo và các đồng đội đã xách vali ra xe. Trước khi đi thì thủ thành Việt Kiều Ngang cũng dành những cái ôm với các thành viên ban luyện. Và đặc biệt thì Văn Lâm cũng có một khoảng thời gian ngắn trao đổi riêng với huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh. Có thể thấy là hai thầy trò rất quyến luyến nhau. Tuy nhiên thì giải vô địch quốc gia Nhật Bản chuẩn bị khởi tranh trở lại và Văn Lâm phải sớm trở về để hội quân với các đồng đội ở Seoul Osaka. Hy vọng là trong đợt tập trung sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến Văn Lâm tập luyện và thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc và Oman trong tháng 10. Như vậy là chiếc xe chở Văn Lâm đã rời khách sạn Grand Plaza. Chúc cho Văn Lâm khi quay lại Seoul Osaka sẽ duy trì được trạng thái tập luyện của mình và sẽ có nhiều cơ hội thi đấu trong màu áo đội bóng Nhật Bản. Và chúng ta cùng hẹn gặp lại Đặng Văn Lâm trong tháng 10 tới đây.